Ổ gà 9 con nhà tôi đây. Gà nở ấp tự nhiên nhá. Gà ấp nở tự nhiên. Một đàn 9 con. Đàn gà này đến Tết là có gà sạch ăn tuyệt vời luôn. Nuôi khoảng 10 tháng. Gà này nuôi chủ yếu là ăn các loại côn trùng ở vườn. Buồng chuối này. Sạch chưa? Gà thấy người nó sợ chạy.